Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Hiện nay trên thị trường Việt Nam thì TV Xiaomi đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm cũng như là ưa chuộng bởi vì mức giá khá là rẻ. Chỉ với vài triệu đồng thì các bạn có thể sở hữu ngay một mẫu TV Xiaomi có đầy đủ những thông số tương tự như một TV của hãng khác với mức giá là chục triệu đồng. Và ngày hôm nay trong video này chúng ta hãy cùng Linh Po mổ xẻ về những ưu cũng như là những nhược điểm của TV Xiaomi để trả lời cho câu hỏi liệu có nên lựa chọn TV Xiaomi hay không nhé. Và đầu tiên thì mình sẽ nói về ưu điểm của TV Xiaomi đã. Nhắc đến đầu tiên phải nói là về thiết kế. Xiaomi có thiết kế bắt mắt không kém các dòng LG và các sản phẩm Smart TV khác trên thị trường, với màn hình lớn, viền siêu mỏng, bên ngoài bọc kim loại nguyên khối, chân đế hình chữ V úp ngược, trông rất sang trọng và thu hút. Ưu điểm tiếp theo của TV Xiaomi chính là truy cập Internet khá là nhanh. Nhiều người sử dụng còn đánh giá tốc độ truy cập mạng của TV Xiaomi còn nhanh hơn cả TV của những thương hiệu lớn hơn như là Sony, Samsung hay LG. Và dù mức giá rẻ nhưng TV Xiaomi vẫn có cấu hình mạnh mẽ hơn so với những sản phẩm TV cùng phân khúc. Và bên cạnh những ưu điểm thì TV Xiaomi cũng có những hạn chế và nhược điểm nhất định. Và điều đầu tiên cũng như là quan trọng nhất không thể mà sửa đổi được đó chính là TV Xiaomi không được tích hợp sẵn anten DVB-T2 tiêu chuẩn của TV ở Việt Nam. Do các sản phẩm TV Xiaomi không được phân phối chính hãng nên sản phẩm cũng sẽ không có sẵn tiếng Việt, không dùng dịch vụ của Google. Vì thế các ứng dụng quen thuộc trên TV như YouTube, Netflix hay là kho ứng dụng Android CH Play TV đều không có. Người bán sẽ cài lại phần mềm của TV trước khi bán cho khách hàng. Ngay cả khi đã được cài đặt phần mềm khác, TV Xiaomi ngừng hoạt động do không phải bản chính thức hoặc thiếu một số chứng chỉ bảo mật. Ví dụ với ứng dụng Netflix và các TV 4K của Xiaomi chỉ có thể cài đặt được phiên bản dành cho di động, độ phân giải sẽ bị giới hạn ở chất lượng HD. Trong khi đó, ở phần lớn các mẫu TV thương hiệu khác đang bán ở Việt Nam, độ phân giải đạt 4K. Một nhược điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ phải nói đến đó là chính sách bảo hành ngắn hạn, cùng với đó là khó tìm những cái linh kiện, phụ kiện thay thế và sửa chữa. Nếu bạn mua TV của các thương hiệu lớn như Samsung, Sony, LG thì chính sách bảo hành sẽ thường là từ 24 cho đến 36 tháng. Tuy nhiên nếu bạn mua sản phẩm TV Xiaomi thì nhiều sản phẩm bạn chỉ được bảo hành từ 3 cho tới 6 tháng bởi cơ sở bán hàng, thậm chí còn không được bảo hành. Bởi vì đa phần sản phẩm TV Xiaomi hiện nay đều chưa được nhập khẩu chính thức, các đại lý đều tự nhập hàng về từ thị trường Trung Quốc, tự đưa ra chính sách bảo hành không giống nhau, không có quy định rõ ràng. Và khi sản phẩm gặp lỗi, hết bảo hành, việc tìm nơi sửa dòng TV này cũng khó khăn hơn rất nhiều so với TV phổ thông. Nếu như các bạn hỏng màn hình thì cách tốt nhất là đem đi bán sắt vụn, chứ đừng cố sửa nó. Đó chính là câu nói đùa vui của những người dùng TV Xiaomi. Bởi vì chỉ tính chi phí đóng gói vận chuyển về Trung Quốc để bảo hành thôi thì cũng đã tốn mất bằng nửa số tiền mua TV rồi, thậm chí là chưa kể cả đến những rủi ro như là rơi vỡ khi vận chuyển nữa. TV Xiaomi cao cấp thì được sử dụng tấm nền cao cấp của LG nên màu sắc và chất lượng hình ảnh khá tốt. Tuy nhiên, đối với các dòng TV Xiaomi giá rẻ hơn thì chất lượng hình ảnh lại khá tệ. Bởi đa phần tấm nền được lắp ráp trong sản phẩm TV Xiaomi giá rẻ đều đến từ các nhà sản xuất không tên tuổi, màu sắc nhạt nhòa, kém sắc thua cả TV đến từ TCL, Asanzo hay là Vsmart. Như vậy, tóm lại thì chúng ta có nên chọn mua TV Xiaomi hay không? Nhìn chung xét về ngoại hình, thông số và giá cả thì TV Xiaomi là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên nếu xét về độ bền và ổn định thì chúng ta nên lựa chọn những mẫu đến từ thương hiệu lớn hơn như là LG, Samsung hay là Sony. TV là một sản phẩm mà mỗi gia đình không thể thiếu và gắn bó lâu dài, ổn định, không như là smartphone. Chính vì vậy ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là các bạn không nên chọn mua một TV Xiaomi vì còn có quá nhiều những bất cập mà mình đã vừa kể ở trên. Chúng ta chỉ nên mua TV Xiaomi khi chúng ta thực sự am hiểu về công nghệ cũng như là một fan cứng của Xiaomi. Và các bạn có lựa chọn sản phẩm này hay không? Đừng quên để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận nhé. Và cũng đừng quên nữa là hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ VN Review nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye!